Quay trở lại với những thông tin thời tiết, theo dự báo ở phần đầu chương trình thì ngày hôm nay miền Bắc có nắng ấm vào ban ngày rồi, nhưng mà đêm và sáng thì trời vẫn rét sâu. Dự báo cụ thể thời tiết ngày hôm nay như thế nào với chị Thu Huyền? Thật ra là từ ngày hôm nay thì miền Bắc trời cũng đỡ rét hơn vào buổi sáng rồi ạ, bởi là không khí lạnh suy yếu và nhiệt độ thì đang bắt đầu tăng lên. Như là tại thủ đô Hà Nội lúc 5 giờ thì nhiệt độ đã cộng thêm 4 độ so với cùng thời điểm của sáng ngày hôm qua, lên ngưỡng là 14 độ. Đến trưa và chiều nay thì nhiệt độ sẽ tiếp đà tăng lên, nhiều có nắng và quý vị sẽ cảm thấy ấm áp với mức nhiệt trên 22 độ tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố. Điện Biên Phủ sẽ là nơi mà nắng ấm nhất, 28 độ. Còn với Trung Bộ, từ Thanh Hóa tới Huế cũng tiếp tục sẽ có nắng vào trưa và chiều nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 23 cho đến 25 độ. Đông Hà và Huế khoảng là từ 26 cho đến 28 độ. Trong khi đó ở phía Nam, Đà Nẵng tới Quy Nhơn hôm nay nhiều mây, đêm chuyển mưa. Tuy Hòa tới Phan Thiết và các thành phố của Tây Nguyên, mưa còn có thể xảy ra bất chợt, trời mát, nhiệt độ giảm xuống dưới 29 độ. Nam Bộ thì cũng sẽ có mưa trái mùa về chiều tối, ban ngày trời nắng gián đoạn. Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác của Nam Bộ thì nóng hơn một chút, ở mức là từ 32 cho đến 33 độ. Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Huyền với những thông tin vừa rồi và hy vọng là sẽ giúp cho quý vị có thêm sự chuẩn bị kỹ càng cho các hoạt động ngày mới.